Rồi, xin chào anh em. Mình đang ở Mitsubishi Sasco. Như anh em đã biết thì Mitsubishi trong hơn một năm vừa qua họ đã bán ra được hơn 25.000 chiếc Xpander. Và trong năm 2020 này họ tiếp tục ra mắt thêm hai phiên bản mới là phiên bản AT và MT. Và giờ đây họ tiếp tục cho thấy tham vọng muốn củng cố vị trí số 1 của mình bằng cách ra mắt thêm một phiên bản nữa. Đó chính là chiếc Xpander Cross này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mẫu xe này nó có gì thú vị và hấp dẫn. Nhìn một cách tổng thể thì chúng ta có thể thấy là Xpander Cross nó mang cái phong cách thể thao việt dã và nó mang cái chất SUV nhiều hơn so với phiên bản thường. Thì theo cá nhân mình nghĩ thì Xpander Cross muốn tập trung nhiều hơn vào cái phân khúc khách hàng trẻ, cá tính, thích đi phiêu lưu khám phá này nọ. Và nó mang một cái chất gì đó cool ngầu và bụi bặm nhiều hơn là cái chất hiện đại và tinh tế của cái phiên bản thường. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết xem là chiếc Xpander Cross này nó có những nâng cấp gì so với phiên bản thường. Phần đầu xe của Xpander Cross vẫn mang những đường nét thiết kế theo phong cách Dynamic Seal đặc trưng của Mitsubishi. Tuy nhiên anh em có thể thấy là phần mặt ca lăng đã được thay đổi sang dạng một thanh ngang với cái màu sơn đen bóng. Đó, thì nó mang lại cái cảm giác hầm hố, mạnh mẽ và thể thao hơn. Ngoài ra thì cái phần cản trước nó cũng được tái thiết kế, đem lại cái cảm giác vuông vắn hơn và gân guốc hơn. Cái phần đèn sương mù dạng LED nó được tích hợp thẳng vào cái cản trước. Và cái chụp đèn nó to bản hơn và nó được sơn cùng màu thân xe. Ngoài ra thì Xpander Cross vẫn được trang bị cái hệ thống đèn daylight cũng như là đèn chiếu sáng dạng full LED tương tự như những phiên bản Xpander thường. Bước vào khoang động cơ thì chúng ta vẫn có những cái trang bị tương đồng với phiên bản Xpander 2020. Đó chính là động cơ Myvec 1.5 lít cho công suất là 104 PS tại 6.000 vòng một phút. Và mô men xoắn là 141 Nm tại 4.000 vòng phút. Thì mình nói thêm một chút về cái PS này. Cái PS có nghĩa là cái đơn vị công suất dùng ở châu Âu, nó gọi là metric horsepower. Còn cái đơn vị mã lực mà chúng ta hay dùng đó là mechanical horsepower. Thì khi mà mình đổi từ PS sang mã lực thông thường thì nó cũng không thay đổi nhiều, nó hơi thấp một tí thôi. Nhưng mà nếu mà nói một cách chính xác á, thì cái xe này nó khoảng 102 chấm mấy, 103 mã lực. Đó. Thì bên cạnh đó thì nó vẫn dùng là hộp số tự động 4 cấp AT, rồi hệ thống dẫn động cầu trước. Đó, tương tự như cái phiên bản Xpander 2020 thông thường thôi. Và theo mình thì với cái combo trang bị này, nó vẫn đủ đáp ứng cái nhu cầu vận hành ở Việt Nam. Đó, thì xe này nó mục đích là nó hướng đến cái là nhu cầu vận hành trong đô thị cũng như là những cái chuyến đi dã ngoại cuối tuần. Và nếu có đi đèo á, và chở full tải á, nên nhớ tận dụng cái nút OD cũng như là những cái chế độ đi số thấp mà mình có chia sẻ trong những cái bài video trước đây. Anh em nhớ xem lại những cái bài đó để mà tận dụng được cái sức mạnh của cái chiếc xe này. Và với một cái mức giá bán bình dân á, thì mình nghĩ là cái combo này nó cũng hợp lý và nó cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Mitsubishi sẽ bán với giá là 670 triệu kèm theo là một cái voucher khuyến mãi đi du lịch 10 triệu gì đó. Thì tính ra thì nó khoảng là 660 triệu. Cũng khá là hợp lý cho một cái xe gầm cao 7 chỗ đầy đủ tiện nghi. Thân xe là phần mà mình cảm thấy có nhiều thay đổi nhất so với phiên bản thường. Thì Xpander Cross có chiều dài là khoảng 4,5 m, chiều ngang là 1,8 m, còn chiều cao là 1,75 m. Thì kích thước tổng thể của nó to hơn một chút so với phiên bản thường ở tất cả các khía cạnh chiều dài, chiều cao cũng như là chiều rộng. Thì với cái sự nhỉnh hơn về kích thước này, nó sẽ giúp cho chiếc xe trông nó bệ vệ và nó lực lưỡng hơn so với phiên bản thường. Và do đó là nó sẽ mang cái chất SUV nhiều hơn. Cái bán kính quay vòng tối thiểu của nó vẫn là 5,2 m. Và chính điều này nó sẽ giúp cho Xpander Cross vẫn là một cái chiếc xe rất là linh hoạt ở trong đô thị. Thì anh em có thể tưởng tượng là anh em đi trên một cái đoạn đường hai chiều, bề ngang khoảng hơn 10 m thôi. Thì anh em chỉ cần đánh hết lái một vòng thì có thể quay đầu được mà không cần phải ghe xe lại.
Tiếp theo là anh em có thể thấy là phần thân của xe nó được trang bị thêm rất là nhiều cái chi tiết ốp bằng nhựa. Có thể liệt kê ra đây là ốp hông xe nè, ốp lườn xe nè và ốp vè xe. Và tất cả những cái chi tiết này nó có cái thiết kế khá là to bản và nó gân guốc, nó tạo cái cảm giác rất là SUV, rất là mạnh mẽ hầm hố cho chiếc xe. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái khoảng sáng gầm xe. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì Xpander Cross có khoảng sáng gầm xe lên đến 225mm. Thì cái con số này nó cao hơn cả cái chiếc Pajero Sport mà mình đang đi. Chiếc Pajero Sport mình đang đi nó chỉ có 218mm thôi. Và cái gầm xe của Xpander Cross cao hơn đến 7mm. Ngoài ra thì xe nó còn có khả năng lội nước đến 400mm. Và đây là những con số theo mình là tốt nhất trong cái phân khúc mà xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Và với những cái con số này thì mình nghĩ là anh em hoàn toàn tự tin điều khiển cái xe này đi qua những cái cung đường xấu, ví dụ như là đường ổ gà ổ voi, hay là đường đang sửa chữa, hay đơn giản là những cái đường mà đang ngập nước trong cái mùa mưa này chẳng hạn. Cái nâng cấp tiếp theo của Xpander Cross chính là hệ thống keo phía trước và phía sau của xe. Theo thông tin từ nhà sản xuất á, thì cái hệ thống keo này nó đã được tinh chỉnh để mà nó phù hợp với cái gầm xe cao hơn và nó giúp cái xe vận hành ổn định hơn trên những cái cung đường gồ ghề. Thì cụ thể thì cái hệ thống keo trước á, nó là dạng MacPherson và lò xo cuộn. Hệ thống keo sau là dạng thanh xoắn. Thì những cái lò xo giảm sóc cũng như là cái góc đặt bánh xe á, nó đều được tinh chỉnh lại để mà giúp cái xe nó vận hành ổn định hơn trên những cái cung đường gồ ghề. Ngoài ra thì Mitsubishi còn trang bị thêm cho Xpander Cross một cái hệ thống ba ga mui. Thì anh em có thể thấy là với cái ba ga mui này anh em có thể linh hoạt hơn trong cái chuyện chở đồ, và nó cũng giúp gia tăng cái mức độ thẩm mỹ cho chiếc xe, nó giúp cho chiếc xe nó mang cái chất SUV nhiều hơn, mang cái chất việt dã nhiều hơn. Ngoài ra một cái chi tiết mới nữa đó chính là cái bộ mâm 5 chấu đơn này, nó được nâng cấp lên kích thước là 17 inch. Thì nó lớn hơn cái mâm của phiên bản thường 1 inch. Cá nhân mình thấy cái thiết kế 5 chấu đơn này nó khá là mạnh mẽ và thể thao, nó phù hợp với cái phiên bản Xpander Cross này. Chuyển qua phần đuôi xe thì anh em có thể thấy những cái thay đổi đáng chú ý chính là cái phần ốp bên dưới kính sau nè. Cái phần này nó được sơn cái màu sơn đen bóng thì nó đem lại cảm giác thể thao hơn cho chiếc xe. Ngoài ra thì toàn bộ cái phần cản sau cũng như là ốp lườn sau nó đều được tái thiết kế để mà đem lại cái cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn và lực lưỡng hơn cho chiếc xe. Bên cạnh cái mục đích bảo vệ cái phần cản sau thì nó còn giúp tạo cái góc thoát lớn hơn cho chiếc xe và giúp anh em tự tin vận hành xe ở những cái cung đường khó. Rồi bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về cái góc tiếp cận cũng như là góc thoát của một chiếc xe. Thì bây giờ anh em tưởng tượng hai cái đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất á, là nó đi sát cái mặt đường nè, đi tới cái điểm tiếp xúc của bánh xe và mặt đường. Đường thẳng thứ hai là từ cái điểm tiếp xúc đó xéo lên cái điểm thấp nhất của cái cản sau. Thì khi hai cái đường này ghép lại với nhau thì mình sẽ có được cái góc thoát. Còn nếu mà tương tự như vậy ở bánh trước á, thì mình sẽ có được cái góc tiếp cận. Thì cái góc thoát với cái góc tiếp cận này nó sẽ cho chúng ta biết được là cái xe này nó có dễ dàng tiếp cận và dễ dàng ra được những cái cung đường khó hay không. Đó. Một số thông tin cho anh em thêm đó là cái chiếc Pajero, Mitsubishi Pajero là cái chiếc SUV to nhất, không phải là Pajero Sport nha. Chiếc Pajero đó, cái góc thoát của nó là chỉ có 25 độ thôi, trong khi cái góc thoát của chiếc Xpander Cross này là 28.1 độ, là nó cao hơn 3.1 độ so với chiếc Pajero. Và cái góc tiếp cận của Pajero thì nó lớn hơn, nó tới 36.6 độ lận. Nhưng mà cái góc tiếp cận của Xpander Cross nó chỉ có 22.4 thôi, thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái góc thoát nó cao hơn. Do đó là cái chiếc Xpander Cross này nó cũng có khả năng đi đường khó khá là ổn đó. Nếu mà không xét tới cái kỹ năng vận hành cũng như là sức mạnh động cơ nha, thì lúc này cái chiếc này nó cũng không phải là đậu vừa rang đâu nha, ra gì ra phết đấy. Rồi ngoài những cái thay đổi mà mình vừa nêu ra thì Xpander Cross nó vẫn còn giữ được những cái nét thiết kế rất là được lòng khách hàng, ví dụ như là cái dải đèn hậu dạng LED hình chữ L, cũng như là cái cánh nước gió nè,
và cái anten vây cá. Bước vào bên trong xe thì chúng ta vẫn có một cái không gian khá là ổn cho 7 người lớn. Thì theo mình thì với tạng người của châu Á thì 7 người lớn có thể ngồi vào chiếc xe này. Nếu như mà một người có tạng người cao to mà ngồi hàng ghế thứ ba thì chắc chắn nó sẽ chật rồi. Còn tầm 1m7 trở xuống thì nó sẽ ổn. Thông tin cho anh em là cái chiều dài cơ sở của Xpander Cross nó vẫn là 2m7-75 bằng với một cái chiếc Xpander thông thường. Nếu mà so sánh với một cái chiếc xe SUV 7 chỗ mà có cái kích thước to lớn hơn á, ví dụ như chiếc Pajero Sport của mình á, thì nó có 2m8 thôi, tức là nó chỉ dài hơn có 25mm so với chiếc Xpander này. Tuy nhiên á, cái phần khoảng cách từ cái bánh xe trước cho tới cái hàng ghế đầu tiên của Xpander á, nó sẽ ngắn hơn là của Pajero Sport, do đó là cái không gian theo mình cảm nhận là nó rộng hơn cái xe mình đang đi. Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo á, là cái bộ ghế da hai tông màu này, màu nâu và màu đen. Theo mình cảm nhận á, thì cái màu này nó rất là sang và nó sạch. Cá nhân mình rất là thích cái màu này, tại vì á, theo mình nghĩ nếu mà cái màu tươi á, nó sẽ rất là dễ bám bẩn khi mà anh em làm đổ cái cà phê hay cái gì đó dính lên ghế thì nó rất là dễ bám bẩn. Còn cái màu này thì mình nghĩ nó sẽ sạch hơn. Ngoài ra thì xe nó cũng được trang bị tương tự như một cái chiếc Xpander thông thường, đó là cái cửa gió cho hàng ghế thứ hai, thứ ba nè, ở trên nè, dàn lạnh độc lập, rồi những cái hộc chứa đồ tiện nghi, có khoảng 45 hộc chứa đồ, rồi những cái ốp vân carbon ở trên cửa nè, và những cái hộc đựng ly ở hai bên cửa, rồi bệ tì tay. Nói chung là nó đầy đủ tiện nghi so với một cái chiếc MPV thông thường. Chuyển lên hàng ghế trước thì anh em cũng có thể thấy là nó cũng khá tương đồng với một chiếc Xpander phiên bản thường. Nó chỉ có thay đổi là ở cái phần ốp táp lô này nè. Nó là dạng nhựa giả da và nó màu nâu. Nó tương đồng với cái màu ghế thì nó đem lại cái cảm giác là sang trọng hơn cho cái chiếc xe này. Và ngoài ra thì mình vẫn có những cái trang bị tương tự như một chiếc Xpander AT, ví dụ như là vô lăng ba chấu bọc da nè. Vô lăng này là chỉ khâu màu nâu luôn nha anh em, nó giống như cái màu của cái ghế luôn. Rồi nó có đàm thoại rảnh tay nè, rồi nó có hệ thống cruise control nè. Thì sắp tới mình sẽ làm một cái bài về cruise control này chia sẻ với anh em. Ngoài ra thì mình có cái vân carbon trên táp lô nè, cũng như là trên táp bi cửa, rồi hệ thống điều hòa hai dàn lạnh nè, rồi những cái hộc chứa đồ, rất nhiều hộc chứa đồ nha anh em. Xe này là nó có 45 hộc chứa đồ. Rồi những cái cổng USB đó, rồi cổng sạc tẩu thuốc cho cả ba hàng ghế. Ngoài ra thì mình thấy có những cái điểm mà hơi đáng tiếc. Ví dụ như cái cần phanh tay này. Giá như mà nhà sản xuất họ làm ngắn lại một chút thì nó sẽ đẹp hơn và nó match với cái thiết kế của cái xe hơn. Chứ cái cần này thì nó hơi thô, nó hơi to. Ngoài ra cái hộc chứa đồ trung tâm này, nếu như mà nhà sản xuất làm cho nó cao lên tí thì không những là nó chứa được nhiều đồ hơn mà anh em cũng có thể tận dụng để mà làm cái tựa tay ở đây. Đó thì nó lợi đơn lợi kép luôn. Hoặc giả như là nhà sản xuất có thể là gắn thêm một cái tựa tay rời ở đây, giống như là chiếc Mitsubishi Attrax vậy đó, thì anh em sẽ cảm thấy rất là thích. Hệ thống thông tin giải trí trung tâm của xe nó vẫn là cái màn hình cảm ứng 7 inch và nó hỗ trợ kết nối Apple CarPlay cũng như là Android Auto, tương tự như cái chiếc Xpander phiên bản AT 2020. Thì để kết nối thì anh em dùng cái cổng USB này, anh em kết nối vô cái điện thoại. Cảm giác đầu tiên khi mình ngồi lên cái chiếc Xpander Cross này á, là mình thấy cái tầm nhìn nó thoáng hơn cái phiên bản thường. Do là cái gầm xe nó được nâng lên là 225mm á, mình sẽ có được cái tầm quan sát rộng hơn. Thì cái điều này nó cũng khá là hữu ích ở cái điều kiện giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là ở các cái thành phố lớn hoặc là những cái đoạn đường quốc lộ mà nó đông đúc á. Khi anh em lái xe ra đường á, anh em ngồi cao, anh em sẽ thấy nó đỡ bị ngợp hơn. Khi mà anh em ngồi lên một chiếc xe cao, anh em sẽ thấy tự tin hơn. Và cái chiếc Xpander Cross này nó đem lại cho anh em cái điều đó. Và ngoài ra thì mình cũng cảm thấy là cái khả năng cách âm của cái xe này cũng khá là ổn đó. Mình đang mở máy và mình đang mở một cánh cửa và mình thấy là cái tiếng máy nó vọng vào khá là ít. Nếu như mà mình đóng chặt cửa luôn á thì có lẽ là cái tiếng máy nó sẽ vọng vào ít hơn nữa. Thì mình nghĩ là những cái chất liệu mà tấm lót này nọ và cách âm này nọ của Mitsubishi trang bị cho cái xe này nó đã giúp cho cái việc
cách âm của xe trở nên tốt hơn. Cái điều này khá là quan trọng đối với một cái xe SUV. Thì thường thì xe SUV thì nó hay ồn. Tóm lại thì Xpander Cross là một mẫu xe khá là thú vị và hấp dẫn. Với cái số tiền bỏ ra dưới 700 triệu thì anh em có được một chiếc xe là sự kết hợp giữa SUV và MPV. Anh em có một chiếc xe với thiết kế bên ngoài hầm hố, mạnh mẽ, thể thao và mang cái tính việt dã. Và kết hợp là bên trong là nội thất tiện nghi của một chiếc MPV. Nó đủ rộng rãi, nó đủ tiện nghi cho một gia đình. Và cái động cơ, cái hộp số, hệ thống treo, những cái mà phục vụ cho vận hành á, nó vẫn đủ dùng ở điều kiện giao thông ở Việt Nam. Và với cái mẫu xe này thì mình nghĩ những anh em tầm đâu đó 25 đến 35 tuổi, những người trẻ vừa có gia đình thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Rồi, xin chào anh em và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.